你会有你的方向，我也有我的方向，各有各每天上路找理想。搭上这路线巴士会载我去到终点，在路上每一串片段流逝似烟。多少障碍天天相见，天赐良缘何日如愿，相见是缘，分也是缘，转眼变缘，这世界里你与我似过客，匆匆穿梭来又回。能有缘相遇，心爱的另一半，相随相连，心灵贯穿，信守这份情缘。旅程不理走到多远，两人将来一同游历半生岁月走到终点。Lẹ lên lẹ lên, chịu không nổi rồi nè. Lẹ lên đi. Hây da má à, lẹ lên đi. Hây da. Ê. Ê. Sao kỳ lạ quá vậy? Ê. Ê, má, má bồng cháu hả? Ây da, nếu là cháu có tuổi là tốt rồi. Ây da. Đừng có nhanh như vậy chứ. Đừng quá đi, nếu là con của mày thì là tốt à. Đừng có nhanh như vậy. Ờ, anh Bình, sao thức sớm quá vậy? Có chuyện gì ở đây? Ê. Vì sao mày đây vậy? Vậy trong cầu tiêu là... Thế... Ây da! Tôi bây giờ trong người khỏe lắm rồi. Sao mày không đi cầu tiêu của mày? Lên đây đi cầu tiêu của tao. Làm gì cầu tiêu của tao đó? Tôi đâu có muốn lên đây đâu. Tại tôi nghe bác nói là bác muốn giữ con nít, tôi mới bồng con của cô Trinh lên. Thôi chính sách bây giờ đi không được, thực hiện không được thì đổi qua chính sách em bé. Nè! Hey. Anh Bình, Trinh Trinh mà các anh từng nói tới mặt mũi thế nào? Có phải giống tài tử Phùng Bửu Bửu hồi nhỏ không? Tương đối khá đó. Phải rồi. À, hèn chi. Hồi sáng mua giò cháu quẩy cho ăn cũng không ăn, quá ra muốn giữ dáng đẹp. Cô không cảm thấy đau khổ hay sao? Tôi bây giờ tham mới bỏ cũ rồi. Nè 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 nè, tôi đổi dạ thay lòng rồi. Tôi vãi rồi, tôi bây giờ rất là thương tâm, rất ghen tị đó. Cũng không cần thiết như vậy. Đàn ông đi ra mè mỡ thì là chuyện thường thôi. Em cũng là bà lớn mà, đi đâu anh cũng sẽ về với em đó. Hè giỡn chơi thì giỡn chơi nha. Đừng có kiếm thế lợi trên em gái của tôi. À, má vợ à, chúng ta đi xuống tiệm thuốc bắc đi. À, đi, đi má vợ à. Ê, già mày làm cái gì mà gấp gáp vậy? Em à, em à. Buông ra đi. Ê, nửa lại nửa sau. Đi cầu xong tôi mới chỉnh anh. Ê, chúng ta đi. À, má vợ à, đi. Ê, đi. Nè, cẩn thận nha. Chị phải nhớ là coi chừng cháu cẩn thận, đừng có cho nó trầy ngón chân đó. Chúng tôi tin tưởng chị mới cho chị giữ cháu đó. Yên tâm đi, hai vợ chồng cứ kiếm nhiều tiền để mua đồ chơi cho baby chơi. Ây da, thím Hoa à, họ không phải là hai vợ chồng đâu. Không phải đâu, tụi cháu có tướng vợ chồng mà. Hả? Hỉ. Nói chơi thôi, em ẵm lại đi. Ê không cần, anh với nó thì có tướng cha con hơn. Cơ kìa, anh bồng thì nó không khóc, nhưng tôi bồng thì nó khóc đó. Bồng đi, bồng đi. Có phải cô không biết bồng không? Thì đâu có sao, ai bồng nó thấy thích thì cứ bồng đi, phải không? Cứ bồng đi. Bây giờ con gái trẻ hả, ít có ai chịu sanh đẻ, chịu có con nhỏ. Hút thuốc không phải là tốt lắm đâu nha. Vậy sao? Tôi sanh nó rồi mới biết hút thuốc thôi. Cái chuyện này tôi hiểu rõ lắm. Tôi một mình mà phải nuôi hai đứa con. Cô coi bây giờ tụi nó lớn hết rồi. Trước khi sanh nó tôi không có nghĩ qua. Nhưng mà sau khi sanh thì thấy nhiều chuyện phiền lắm. Lạ quá hả? Đâu có phải. Dù sao cũng phải làm nhiều một chút. Lúc đó tôi coi mình như là làm ở nhà máy công xưởng vậy. Tôi tin rằng làm nhiều thì được nhiều, không làm thì không được gì. Vậy cực khổ lắm. Đã qua rồi. Cái đĩa cơm này ngon lắm đó. Dĩ nhiên rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đó. Quay quay, có người thấy anh và cô Trinh làm chung đó ha. Tiến triển nhanh quá vậy, quan hệ gì đây? Anh đừng có hỏi nhiều vậy. Wow, cái thằng quỷ này trở nên lanh lợi hồi nào vậy? Ê, anh làm quen với người ta, tôi nói giùm cho anh luôn đó. Ê, anh thấy không? Ừ. Con cô ấy thích ngậm cái ngón tay này của tôi đó.
Nó thích tôi như vậy thì quan hệ của tôi với cô ấy như thế nào hả? Phải rồi, có cái mùi ốc sữa đó. Xin chào. Xin mời ngồi đi, mời ngồi, chúng tôi đi làm. Chúng tôi đi làm nha. Mời. Làm phiền anh cả ngày. Mời anh uống. Cảm ơn. Cái ly trà sữa này vừa thơm vừa ngon. Phải rồi, tôi chỉ nhờ người ta thêm sữa thêm đường thôi, chứ đâu có nhờ người ta thêm muối thêm giấm đâu. Có phải anh đang nói gì tôi không? Nè, lần này thôi, đừng có lần sau nha. Tôi chỉ vì cô và cháu bé thôi mà. Thôi đi. Không phải sao, đàn bà nuôi con cực khổ lắm. Còn nữa nha, con nít bây giờ khó dạy lắm đó. Con nít đâu có cần ai dạy chứ. Tôi cũng là trời sanh trời dưỡng, đâu có ai dạy tôi đâu. Hai anh em bình an cũng vậy kìa. Anh à, anh quen thân với chị Báo lắm sao? Ấy, quen quá chừng rồi. Ở đó có nhiều dấu chân của tôi lắm. Ê, vậy bộ anh Bình không có ba hả? Sao không nghe nói tới? Đã chết lâu rồi. Nghe nói là làm thủy thủ, bị chìm tàu, cả xác cũng không kiếm được. Tội nghiệp quá hả? Tội nghiệp à? Vậy thì không tội nghiệp bằng má của Bình đâu. Hey, không có chồng thôi mà tội nghiệp gì chứ. Cô có biết không, cách đây 28 năm, cô Báo từ đại lục chịu cực chịu khổ, mang bụng bầu xuống tới Hồng Kông để kiếm chồng trong đêm Noel. Thời tiết giá lạnh, hai người đàn bà, cô đơn một mình ngồi trên xe bớt, không biết làm thế nào. Các người biết như thế nào không hả? Thì lúc đó, bà sinh ra Bình Bệnh và An An đó. Ông làm như là kể chuyện cổ tích vậy. Ông cũng là đàn ông mà, hãy kể chuyện là thêm giấm thêm muối vô hả? Thế đàn ông là nói chuyện thì giống nhau. Biết cô là người mới đến mà. Tôi là người tận mắt thấy, và chính là tài xế đã đỡ đẻ trong đêm đó. Hả? Vậy thiệt là không ngờ con người chị Báo lịch sự như vậy mà sanh con trên đường phố ha. Ê chà, bà ta là người đàn bà mà, không thể trong bề ngoài mà nói được đâu. Tôi hả? Tôi nhìn người đàn bà là phải nhìn bề ngoài trước. Ây da, trời ơi, sao cô đánh tôi đau quá vậy? Ây da, đuôi mắt tôi rồi. Từ à, tôi thấy những món ăn này chưa có được tốt lắm. Tôi muốn quý vị phải tốn nhiều công phu hơn nữa. Những cái món quê hương này đó, dùng hương liệu thường thôi, nghiên cứu bào chế sẽ ngon hơn nữa. Mì chim ngon thế nào cũng là mì chim, không lẽ chim đi chim lại cũng sẽ thành giấy cá hoàng gia hay sao chứ? Thiệt là khờ. Từ à, hồi nãy cái ông mà mới đi vô phòng VIP mặc đồ tay xám kia là ai vậy? Ông ấy là ông Dương Trường từ Hồng Kông tới. Trước kia là người cha vợ của cậu Á, bây giờ đã ra rồi. Chuyên làm việc xin đăng ký lên thị trường cho các công ty đó. Hê, vợ của cậu là Tống Văn Đình, dạo này đi chung với ông ta đó. Từ à, chút nữa tôi trả tiền cho bạn của ông ta. Được. Từ à, có tin vợ cho Báo không? Tôi đã hỏi hết rồi nhưng mà không có tin tức nào hết. Nói thiệt nha, nước Trung Quốc lớn như vậy nhất định là rất khó tìm đó. Thôi ông chủ đừng có tìm nữa, đã hai mấy năm, 30 năm rồi. Tìm được hay không quan trọng, đã tận khả năng rồi. Thì đã nhiều năm rồi, có thể cô đã lấy chồng, ăn ở với nhau, con cái cũng đã lớn rồi. Xin chào, quá ra là cậu à. Khỏe không? Chào. Khỏe không? Cảm ơn anh đã trả tiền cho tôi. Đâu có gì chứ, anh giúp cha vợ tôi nhiều lắm, tôi mời anh bữa ăn là chuyện thường thôi. Chuyện đó lâu rồi, anh đừng bận tâm, bây giờ tôi đã chuyển ngành. Vậy sao? Danh thiếp của tôi. Ê, ông Dương, ông cũng thích thú với đầu bản hả? Bạn gái của tôi xem phim thôi, mấy cái tốt đã bị lấy hết rồi. Evan, xem công ty của mình có giữ lại đơn vị nào không? Có cậu Long, mình có giữ lại 8 hay 10 cái đơn vị đó. Vậy thì anh chừa lại hai cái cảnh quan tốt nhất cho ông Dương nha. Thật hả? Không sao đâu, bạn gái của anh thích là được rồi mà. Một căn để ở, một căn để đầu tư lấy lời. Hôm nào uống trà nha. Được, rất cảm ơn anh. Gặp anh ở Thượng Hải thật là may mắn. Một lần nữa cảm ơn anh. Bye bye. Bye bye. Chào. Chào. Wow, con cũng chơi rất sàng đó. Không có chơi sàng lắm đâu. Nếu mà ông ấy giúp được cho mình, xin được lên thị trường, thì đừng có nói là hai đơn vị, cả một tòa nhà tặng cho ông ấy cũng được mà. Nghe được lắm. Tối thiểu con cũng biết được là lên thị trường là hơn hết. Vì cái này không được đâu. Để lâu quá nó bóp hết rồi. Cho dù tìm nấu thế nào cũng không có ngon nữa.
Nhớ về phải thêm bào ngư điệp các thứ vô cho nó tươi ra. Vậy làm sao? Nếu ngâm trở lại không có kịp đâu. Vậy à? Thêm bào ngư, điệp khô, bông bóng cá, mang tất cả tìm chung với nhau. Dù chỉ cá không ngon cũng có bông bóng cá, bào ngư cứu vãn được đó. Và điệp khô nữa, vậy có hiểu không? À, hiểu rồi. Nhân à, ông giỏi lắm. 20 mấy năm không gặp rồi còn nhận ra tôi không? Hả? Không phải là heo con không? Là heo già rồi. Xưa nay tôi làm ở đây biết chắc chắn rằng có dịp gặp được ông chủ lớn đó. Làm ăn gì khá chứ? Không bằng phân nửa đâu. Nè, người ở dưới quê biết anh rất nổi tiếng ở Hồng Kông, ai ai cũng mừng cho anh. Sao không liên hệ tôi chứ? Biết anh rất bận công việc cho nên không muốn quấy rầy anh. Chị báo năm đó mang bầu hả? Cũng phải xuống Hồng Kông tìm anh. Tôi biết là cô ấy không có chọn làm người đâu. Báo hả? Phải rồi, cả đơn vị chúng tôi hùng tiền lại mua vé xe cho cổ, còn đưa cô ta đi trạm xe lửa nữa. Đúng rồi, cô báo bây giờ thế nào rồi, có khỏe không? Đúng là con anh cũng 20 mấy 30 tuổi rồi. Anh đã làm ông nội chưa? Làm sao mà lên nổi? Bà nói mỗi tháng có thời gian lên 3-4 lần, làm sao mà lên nổi? Cúng bái nhiều mới được Bồ Tát phù hộ chứ. Lúc trước bà tích phúc, bây giờ tụi con mới được hưởng, thì phải trả ơn cho Bồ Tát chứ. Phải rồi, mau lên. Tối nay con có hẹn với chuyên là ngồi máy bay đi Paris mua quần áo đó, lẹ lên đi, mau lên. Dạ tới rồi, đi. Mau lên đi, nè. Dạ, con làm gì vậy hả? Nội à, không được rồi, con mệt quá, chân đi không nổi nữa. Con khùng này, thành tâm cúng bái thì sẽ không thấy mệt đâu. Con cúng bái xong rồi còn phải mau mau đi làm nữa kìa. Hả? Con không đi làm nữa đâu, con ký tên, ký tới rụng rời cả tay rồi. Bà nội à, không ấy như vậy đi. Hồng Kông sao mà ở được chứ, người đông chen chúc lại ồn ào nữa. Hay là như vậy cho con về Âu Châu. Nè, việc của công ty á, cái việc để cho Dượng quản lý, còn phần của con thì để cho cô luôn. Con khờ, trong nhà không có người đi học, làm sao giành được công danh? Nếu con là con trai thì tốt hơn. Ngâm Hy à, mau cùng với nó đi cắm cây nhang đi. Tôi đi cho thêm tiền nhang quả. Ngoan đi con. Nè dì My à. Ủa? Tại sao bà nội hay đi cúng vậy? Chuyện là vậy, sau khi lão già mất tích thì bà ta thấy buồn mới lên đây cúng với lại ăn chay đó. Bà nội thiệt là khổ quá hả? Bởi vậy cho nên cô hai phải cố gắng làm việc nha, để giúp quản lý tốt công ty, để cho nội được vui vẻ. Không phải là con không muốn làm, nhưng mà tánh tình của con không có thích hợp ở nơi buồn tẻ như vậy. Con không hiểu tại sao không để cho cô làm vậy ha. Tại cô nói một câu rất sai, đó là câu rất không đáng. Không đáng? Ai không đáng vậy? Là cô không đáng hay là Dượng không đáng? Thiệt ra tôi cũng không nên nói, nhưng mà tôi cũng phải nói cho cô nghe. Chuyện này xảy ra khi mà lão già bị bắt cóc khi đưa tiền chuộc thì xuất hiện nhiều vấn đề. Hả? Phải, khi mà đưa tiền chuộc thì cô này cũng nói nếu lão già mà cứ chết rồi thì lại đưa tiền chuộc rất không có đáng. Đây là cái hố không đáy, tại sao phải đưa chứ, đưa làm gì? Cô còn nói, tôi chịu thiệt đó. Từ đó về sau, trong lòng của bà tưởng thì có một cái gai cắm vô trong đó. Không những là cái gai thật sự, mà là cái gậy xuyên tâm đó. Hai người đã cúng xong chưa hả? Đang nói gì vậy? Bà nội à, sau này mùng 1 và ngày rằm, con sẽ cùng với nội đi ăn chay. Cho dù ở Hồng Kông ồn ào như thế nào đi nữa, tài xế xe bus xấu như thế nào đi nữa, con cũng không có xa nội nữa đâu. Còn nữa nha, con sẽ ngoan ngoãn mỗi ngày đi lên tưởng tiền ký tên. Tối nay con không đi Paris để mua quần áo nữa. Con không sợ chứ? Hả? Bà nội à, tuy rằng con không phải là con trai, nhưng con là con gái, cũng hấp dẫn được nhiều con trai đó. Wow, Bồ Tát thiệt linh thiền quá. Ông Lộ à, dường như có cái thư của ông đưa lộn sang tòa nhà A đó. Sao hả? Nè ông coi kỹ đi. Có phải là cô quán thư nhất gửi cho ông không? Nhiều chuyện. Anh Bình, em đã đến Đài Loan rồi. Cái đêm xuống máy bay, em cùng với những người đồng sự đi ăn lẩu. Nhưng mà ở đây ăn lẩu là mỗi người một cái, không có vui như hồi trước kia mấy người ăn chung.
Em nhớ lại hồi đó, anh chỉ lo làm chín đồ ăn cho em với lại ăn. Anh lại không được no. Cuối cùng anh phải uống nước lèo để cho no bụng. Thiệt là buồn cười. Anh còn nhớ không? Tự nhiên khi không em muốn trở về Hồng Kông cho nhanh để đi ăn lẩu. Ký Hương. Hey, Mỹ Lệ. Ông Lậu. Cô có phải đi trước bay với Ký Hương hay không? Chỉ vừa mới lên taxi về rồi, anh gọi chị đi. Má. Lại đi Macau nữa. Lỗi nha, chủ máy không thể nghe điện thoại. Sau tiếng bíp xin để lại lời nhắn. Hello. Em đã về rồi. Sau khi họp xong gọi lại cho em nha. Bye bye. Tôi muốn hỏi, vụ buôn bán với các thành viên của Sấm Tranh đã giải quyết tới đâu rồi? Được. Đối phương thì là phiền phức lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao. Có khi nói chính sách có thay đổi, có khi thì nói chưa có giá mua. Vấn đề không chỉ nói là được, phải có biện pháp giải quyết chứ. Hiện nay có biện pháp gì chưa hả? Chúng ta có một cái hạn rượu ở trên. Chúng ta sẽ tặng nửa năm bia chúng nó. Họ kéo dài thời gian để giải quyết là muốn kiếm lời thôi. Ừ. Anh à, em nghĩ nếu họ đòi hỏi cái gì mà mình cho cái đó thì họ sẽ làm tới đó. Vậy họ được cho hay không là phải tùy theo mình cho hay không chứ. Phải. Không có lý nào mà người là phải sợ chúng nó. Vậy được. Chuyện này Tom tiếp tục theo dõi. Tom ở trên không có được tốt lắm. Nhưng tôi thấy vậy đi, Sam đang theo hãng rượu ở nước Anh thì cứ việc theo tiếp tục đi. Tôi muốn lên kia xem thử xây dựng quan hệ thế nào. Long à, thấy thế nào hả? Không thành vấn đề. Sam xưa nay cũng là người giỏi mà. Tốt. Giao cho tôi đi. Ok. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì nữa. Xong rồi. Ok. Không có gì đặc biệt. Vấn đề đến đây là xong. Cố gắng nha. Mọi người đang chờ đó. Đã anh à. Có một số việc em phải đích thân đi làm đó. Chiều nay ở chỗ gỡ tiền có một chỗ bán đấu giá. Em mua phần quà Noel cho Hoàng Châu đi. Dây chuyền hột xoàn đó rất là tốt. Cái dây mà dây chuyền số 12 thì rất là đẹp nữa ha. Wow, anh à. Em à, đừng nói với anh là em không biết Hoàng Châu thích em như thế nào. Thôi đi. Làm mấy ngày rồi thấy quen chưa? Ok thôi. Tốt. Nói thiệt nha, em làm gì buôn bán cảm thấy không lý thú lắm. Người ta làm việc không vì danh cũng vì lợi. Ít khi có người mà cũng vì lý thú của mình. Em đừng nói cho anh biết em mở cái tiệm massage bằng chân là lý thú của em nha. Cái đó kiếm không nhiều tiền đâu. Theo anh thì em đừng có nên làm. Kiếm đủ xài được rồi. Bởi vì em chỉ biết được thế nào là không có đủ xài thôi, em biết không? Tưởng hả? Phải, tôi tự do được rồi, cứ làm việc đi. Dạ. Người không đẹp làm ơn đừng có vô nhau, hôm nay tôi rất là buồn đó. Không biết tôi có qua được cửa ải của cô Hoàng Châu hay không ha? Ấy da, qua nhà à. Chị đến được là tốt. Nói chuyện với em đi nha. Em ký tên cứ đến tay muốn gãy luôn rồi đi nè. Ấy da, tội quá vậy. Ê, có muốn đi đấu giá với chị không? Có hàng tốt bán không? Ừ, nhưng không có máy ký tên tự động bán đâu. Bây giờ em cần nhất là mua một cái tài đó. Một người con gái đẹp mà không có tài thì tạo hình rất là xấu đó. Ây da, ui, một cô gái đẹp mà thêm mấy nếp nhăn ở đuôi mắt thì tạo hình càng xấu đó. Đừng có giận, đừng giận nha.
Hay ai mà như bá tước ở nước Anh vậy? Ta là bỏ giang sơn mà yêu mỹ nhân thì mới được nụ cười của em đó. Vậy nghe em chồng của chị anh xem có được hay không hả? Nghe nói nó có đi hội đấu giá để mua một sợi dây chuyền sang trọng tặng cho một người con gái đẹp nhất trên thế giới này đó. Ôi giờ người ta không biết chị đang nói về ai đây. Kiến thần ơi, Kiến thần, hãy nói cho tao biết ai là người đẹp nhất trên thế giới này. Nói đi, nói đi. Có ai trả cao hơn 300 ngàn? 300 ngàn một lần, 300 ngàn hai lần, 300 ngàn ba lần. Giao dịch thành công. Bình bông nở qua phú quý, đời nhà Thanh thuộc về ông này. Tiếp theo là sợi dây chuyền hộp xoàn do thiết kế sư người Pháp thiết kế, giá gốc là 600 ngàn, mỗi lần kêu giá 50 ngàn. Bắt đầu. 600 ngàn, 700 ngàn, 750 ngàn, 800 ngàn, 800 ngàn. Có người cao hơn 800 ngàn không? 800 ngàn một lần, 800 ngàn hai lần, 800 ngàn ba lần. Giao dịch thành công. Kể từ bây giờ, sợi dây chuyền hộp xoàn quý giá này sẽ thuộc về ông này. Nè ông ai là bà phải biểu đi, đúng rồi, phải rồi. Ông suy nghĩ sao về công ty này hả? Đáng hay không hả? Ông nghĩ sao? Kỳ này đấu giá để giành mua sợi dây chuyền, với anh Nam có phải sợi dây chuyền này rất là quan trọng hay không? Phải rồi, tại sao biết định phải mua sợi dây chuyền đấy vậy hả? Hay đó, đúng rồi. Đúng rồi, ông à, phát biểu kiến đi mà ông à. Mở đi, mở đi, mở đi nha. Xin lỗi nha, tôi không muốn phát biểu kiến. Nè, ông à, thấy ông à. Ý, anh làm gì mà đi gấp dữ vậy ha? Chắc là anh đi gấp về để mà hội họp. Nè, đàn ông á, sự nghiệp là trên hết đó mà. Ha, anh bận như vậy còn đến đây để đấu giá mua sợi dây chuyền cho em. Em nghĩ em ở trong lòng của ảnh rất là quan trọng đó. Với người đàn bà không cần tốn nhiều sức lực lắm. Tinh thần sức lực của người đàn ông nên đã dành làm việc lớn. Em hiểu chưa hả? Bye. Không có đuôi ngựa, không có đá bành, chỉ một mình thôi thì ra đây ăn cơm đi. Tôi không có rảnh mà đi ăn cơm với anh đâu. Tôi đang giữ coi cho người ta. Thằng nhỏ dễ thương quá, nó rất là thích tôi. Thôi anh đi một mình đi. Đàn ông con trai mà giữ coi cho người ta, anh có tệ không chứ? Mày có lộn hay không đó? Tôi nói thật mà. Ê ra, thằng bé đã dành rồi, xin chào nha. Hay ra thì là mất mặt bọn đàn ông quá nha. Phải, anh đây muốn đi ăn lẩu đó. Em cũng vậy. Thiệt? Ờ. Vậy ăn chung nha. Được. À, cảm ơn cô. À, mai là gặp được em. Nếu như một mình ăn một cái lẩu á, thì rất cô đơn đó. Em cứ tình cờ đi ngang đây thôi. Không ngờ tiệm bán lẩu này còn đây ha. Không biết cái tiệm lẩu ở đường chùa còn hay không nữa. Anh còn nhớ không? Em với lại ăn ăn mỗi lần đi chung với nhau, thích nhất là đi ăn lẩu. Lẩu nhỏ rẻ tiền mà. Em nhớ nhất là anh đó, hay dồn lại tất cả đồ ăn ở trong một dĩa rồi mới chia những cái cần cua ra. Anh có nhớ không? Cần cua, cần cua. Ê, đúng rồi, hồi đó thì chỉ có 3 con tôm thôi, không có đủ chi cho 3 người. Lần nào cũng nhìn đang với ăn. Rồi anh mới nhận cho tụi em. À, ăn tôm đi, em thích ăn nhất mà. Được rồi, để em tự lấy. Ê, chưa được, chưa có chín đâu. Từ nhỏ tới lớn anh cũng như vậy, không có thay đổi gì hết. Vì khuẩn lớn ăn vì khuẩn nhỏ, vì khuẩn nhỏ không có hại. Không được đâu, để em luộc chín cho anh ăn. Cảm ơn.
Thấy em không có gì xảy ra, anh thì là yên tâm. Phải, em quên cảm ơn anh nữa. Em không sao đâu. Không sao thiệt hả? Thiệt mà, không lẽ em có chuyện mà giả bộ không có chuyện. Em không có bình tĩnh như vậy đâu. Số tiền lớn như vậy, anh sợ em bị lừa gạt thôi. Anh thấy em lên kia mà, anh cũng biết là gia đình của em khi có khi không. Yên tâm đi, chỉ có em lừa gạt người ta chứ không có ai gạt được em đâu. Ê, nhìn phía sau kìa. Chuyện gì? Coi nè, con tôm cuối cùng cũng bị em gạt rồi. Bị em gạt đâu có sao chứ. Hey, em thích ăn tôm mà. Hey, đến kia thêm nữa nha. Ăn không hết mà, không có cần nữa, không cần nữa đâu. Hey, ăn không hết đem lại, bày lên trên bàn cũng tốt đó. Hey, cho thêm 2 dĩa tôm. À, có liền. I do understand a problem. Perhaps I'll amend the proposal based on your company's suggestion, and I'll send that to you later. That's good. But this project is urgent. I was wondering if you could send the new proposal by the end of the day. Well, it's already 7:30 right now. I'm sorry. I know that it is nearly the end of the working day in Hong Kong. Okay, no problem. With the economy crisis we're having in Hong Kong right now, that's no harm but working a little overtime. Thanks. I'll get that to you as soon as possible. Thanks. Có phải văn phòng Tiểu Thiên không? Dạ, muốn kiếm ai? Tôi là ông Tống đây, muốn nhờ cô giúp giúp chuyện. Tôi thực sự muốn kiếm những tư liệu của Sinh Ba Tình. Những người chỗ này đều về hết rồi. Ở đây chỉ là bộ tổng vụ thôi. Ồ, cảm ơn, xin lỗi nha. Khoan đã, anh nói cho tôi là anh cần tư liệu gì, tôi sẽ cố gắng tìm cho anh. Tôi cần tư liệu của hãng rượu BR ở nước Anh. Cô nghe qua cái hãng rượu này chưa? Tôi không rõ về những cái này đâu. Ồ, vậy... Ok, cảm ơn nhiều. Ê, khoan đã. À, tôi nhớ rồi, có lần tôi đã lên internet tìm giùm cho người ta về cái tư liệu này. Anh chờ chút đi nha, tôi tìm cho anh. À, đây nè, www.aypdb.com. Anh cứ lên website tìm họ coi. nypdb.com. Đúng rồi. À, tôi biết là công ty còn nhiều tư liệu của hãng rượu Pháp và rượu Bồ Đào Nha lắm. Anh có cần không, tôi tìm luôn cho anh. Tạm thời không cần, cảm ơn nhiều. À, có phải là nypdb.com không? Phải phải. À được, cảm ơn. À, xin lỗi. Xin lỗi. Có phải www.aypdb.com? Đúng rồi. Giải quyết xong công việc chưa? Xong rồi. Không có gì. Cô sợ lỗ mũi hả? Không phải, ngứa lỗ mũi. Thực ra mũi cô cũng đẹp mà. Bye, gặp sau. Xin chào. Cô đi đâu? Tôi chở cô. À, cảm ơn nhiều. Tôi đi bộ được rồi. Tối nào cô cũng về trễ vậy hả? Phải. Cô cũng xiên quá hả? Phải. Ghé quen cô rất là có phước. Không đâu, thế nào tôi cũng phải đi học đêm mà. Hỉ, đi học đêm hả? Cô học gì? Tiếng Anh? Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật tôi đã học hết rồi. Tiếng Anh cũng học luôn. Vậy cô học gì? Business? Không, tôi học về chăm cứu. Học chăm cứu? Con gái cũng đi học chăm cứu hay là sao? Quá anh kỳ thị giới tính hả? Má tôi đang là đông y sĩ, tại sao tôi không học chăm cứu được? Tới giờ rồi, tôi phải đi, bye bye. Nhà để anh trả, làm ơn. Anh Bình, không cần, anh khỏi đưa em lên đâu.
Mất công chút nữa anh phải đón xe khác. Nhà anh. Được rồi. Vậy về đến nhà lập tức gọi điện thoại cho anh nha. Ừ, được. Bye bye. Bye bye. Đi đi. Hữu sự thì chung vô diệm, vô sự thì hạ nhân sâm. Lại bỏ tôi rồi. Ôi giời. Hey, sao về tới nhà nhanh vậy? Có bình nó cứu tôi với, tôi về nhà không có được. Ha, thôi đi, cúp điện thoại đi. Mà không thông báo trước. Nhà này là của anh mua đó, không lẽ lên đây kiểm tra chút xíu không được sao? Phải thông báo trước hả? Vậy anh nghĩ rằng em gọi anh có chuyện gì? Một người đàn bà có chuyện thì mới gọi tôi. Tôi đâu biết rằng khi không có chuyện thì có người đàn ông khác chứ hả? Em nói có phải vậy không? Em thì tống cũng biết sợ nữa sao? Sợ chứ. Anh sợ bị người ta cười là thằng khờ đó. Nè, anh cho biết đi, em là người bạn gái thứ mấy của anh vậy? Qua tiền bạc ra, con số nào anh cũng không có nhớ nữa. Tại sao anh vĩnh viễn không muốn làm đám cưới vậy? Vì rằng anh không tin ở đàn bà. Em cũng bắt đầu không có tin ở đàn ông nữa. Em không được nói câu này nữa nha. Nè, uống đi, uống đi. Uống một chai đi hả? Uống đi, uống đi. Nè, cạn đi. Uống đi, uống đi mà. Nè, anh uống đủ ba chai đi. Uống đi. Chú đến từ tuần sau, tôi một ngày có ba chuyến đó. Uống đi. Ê, mỗi lần thất tình là bắt đầu một mối tình khác. Đáng lắm đó. Nè, mình cạn đi. Cạn. Hay lắm, lần này thua ngựa thì lần sau chắc chắn sẽ thắng ngựa đó mà. Nhất định phải uống cho nó đã luôn. Uống đi. Uống. Chúc mừng. Gần đây ai đeo đuổi cát cát vậy? Lai. Ê, phải rồi, nói đi. Bây giờ hai người tại sao khẩn trương quá vậy? Người ta theo tôi là chuyện tất nhiên thôi. Phải rồi, nói cho tụi tôi biết đi. Ai dòng gặp bao nhiêu vậy hả? Nói cho tôi đâu có tự đo đâu chứ làm sao biết được. Nha. Nhưng mà người ta nói dòng người có tôi lý tưởng lắm vậy hả? Nhưng mà có người cho biết tôi giống cô Đào đóng vai chánh trong phim Trân Châu Cảng đó. Wow, ngồ ghê quá. Xem ra tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đúng vậy. Ê, còn thằng kép gì của chị đó, cái mặt giống như tế công vậy. Thôi đá nó đi cho rồi. Phải rồi, cho nó đi. Làm sao mà bỏ được gì? Đây. Phải rồi, tôi thấy anh chàng nó còn được. Tôi kìa kìa quên. Ây da, còn đẹp trai quá hả? Ok thôi, đâu có phải chuyên nghiệp gì đâu. Đúng là chuyên nghiệp chứ. Người ta đi làm phải mặc đồng phục đó. Wow, đồng phục có sức hấp dẫn quá à. Đồng phục có tài xế xe bus thôi có sức hấp dẫn hay không hả? Nói gì? Thì tôi mất một cái bóp, trong đó thì có nhiều đồ lắm. Khổ nhất là có một mô hình tuyệt đẹp của tôi với lại Kỷ Hương chụp chung với nhau. Nè, nói cho anh biết. Thật ra hả? Cái gì mà không thấy thì anh cứ mặc kệ nó đi. Nè, tiền mất đi rồi cũng kiếm lại được. Chìa khóa mất đi thì leo cửa sổ vô nhà. Tấm hình mất đi rồi thì chụp cái khác thôi. Có hiểu hay không hả? Cái mô hình đó hả, là chúng tôi chụp hồi còn rất nhỏ đó, không có thể chụp lại được nữa. Sao cô không có chút tinh thần trách nhiệm vậy?
Phải đó. Kể cho anh nghe chuyện này. Tôi chỉ mới thử qua có một lần thôi. Một lần? Lần đó phải không? Một lần là trúng liền. Khổ nhất là bà của đứa bé lại không biết mình đã có con rồi. Tội nghiệp cơ. Hết nói. Có phải là chịu không nổi hay không hả? Tất nhiên là không được, mà không nghĩ tới nữa đó. Đi đâu vậy? Nhìn gì? Cô có phải là bạn gái của thằng Sabat hay không? Sao phải cho cô biết? Cô đừng có bị quyến rũ bởi cái đồng phục của nó nha. Thật ra thì tôi quen bác sĩ gia đình của anh ấy đó. Anh có bệnh phong tình. Thì chưa gì đã sai rồi hay sao? Thì là làm mất mặt quá. Ê. Gì đây? Anh phải kiếm bác sĩ chữa hết bệnh của anh rồi muốn đồ người ta. Cô nói gì đây chứ? Hồi nãy có một cô gái đẹp chạy tới nói với tôi là anh có bệnh phong tình. Tôi dám khẳng định là anh nhất định có quan hệ với người ta, cho nên người ta mới nói vậy thôi. Cô gái đẹp nào đây? Cô đó đâu chứ? Cô mặc áo màu hồng đó. Cái cô gái đó, cái cô gái không có tư cách mà gọi là gái đẹp hay là sao chứ? Đồ vãi. Cũng đẹp lắm chứ. Điền Đức, chúng ta có phải là anh em hay không? Chị dâu. Ê, mấy người đừng nhìn bậy nha. Kêu ai vậy? Kêu cổ đó, người chị em. Qua nhìn chị của mày đi. Này làm gì vậy? Nè, mấy người điên rồi hay sao? Nhìn bà con với tôi hả? Hay da, cô này thì là tồi tệ mà. Một đêm cũng là vợ chồng, đã ân ái với người ta rồi, bây giờ bỏ về người ta như vậy, cô đã hại đời nó đó. Hay da, coi nhìn nó bây giờ đi nè, có giống gì đây? Phải. Nè, tôi không có biết cục phân này đâu. Hey, sao lúc trước là thương cục phân này, bây giờ là chê nó. Cô nhìn kỹ cô lại đi, cũng là cục phân mà thôi. Bản thân của cô có bệnh phong tình, là bắt người ta chết chung với cô hả? Phải. Cô thiệt là ác độc quá mà, cô nhìn cô kìa. Bây giờ cô nói đi. Hả? Có phải cô có bệnh phong tình, bệnh sida mà lại không nói cho người ta biết hay không hả? Phải. Nói đi. Phải. Tôi sợ báo cả báo cảnh sát. Hay giờ báo cảnh sát là tôi sợ quá đi. Báo cảnh sát đó, tôi sợ quá nè. Bản thân của cô có bệnh phong tình lại nói hết cho những người xung quanh biết. Hay giờ người anh em mà người đó có bệnh phong tình đó mà, bỏ nó đi, kiếm người khác không có bệnh tốt hơn chứ. Thôi mình đi về đi. Cái thằng mắc dịch kia nói là chị bị bệnh phong tình kìa. Bộ chị có ngủ với nó hay sao nó biết chị vậy? Nó hả? No way. Má à? Hả? Linh Chi này thích hợp với má. Tốt. Qua nhiều sơn trần hải vị quá vậy. Hợp chứ còn lắm. Vậy thì tốt. Má, con còn mua nhân sâm cho má, tẩm bổ thêm cho má đó. Cảm ơn. Con thường xuyên đi ra ngoài, mua nhiều đồ về làm gì. Cũng được. Đợi khi giao về, chúng ta tìm những đồ bổ này ăn nè. Nhân à, kỳ này con đi Thượng Hải có thu hoạch gì không? Đi Thượng Hải? Thượng Hải hả? Có nhiều thu hoạch. Quảng Châu à, hai ngày nay ba và anh không có Hồng Kông, công ty có gì không? Quảng Châu, con không chuyện gì chứ? Bỉ ổi, đê tiện, đê hèn. Hả? Nói Dượng hả? Dượng à, con nghĩ ra cho công ty một cái phát triển mới, đó là phải thu mua công ty Sabat. Châu à, con không có thể nói tầm bậy nha. Con đã là tổng giám đốc của công ty rồi. Mỗi một câu nói của con đều ảnh hưởng đến giá cổ phần của công ty đó. Con mặc kệ, con phải mua mấy cái Sabat tự động quá không có người lái, làm cho cái thằng Sabat đó không có việc làm phải thất nghiệp. Cô hai à, bộ cô có thù oán với những người ở trong công ty Sabat hả? Cái thằng lái Sabat đó ăn hiếp con. Nó còn nói là con, nó nói con có bệnh đó. Nó nói con bệnh gì? Nó nói con. Ê, nói chơi sao? Cái thằng lái xe bus làm sao mà đấu lại với Hoàng Châu Cát Cáp chúng ta chứ? Phải rồi, làm sao mà bệnh được? Anh nè, cái số mạng tốt lắm cũng là phải bệnh nữa mà, phải không má?
Trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy mà mấy người còn cười tôi. Ồ, có phải mấy người kêu cái thằng đó tới chọc tức con phải không, phải không? Ê, không có, không phải tôi đâu. Còn nói nữa hả, thì tức chết tôi đi. Dì My à, có tôi. Tôi muốn lên phòng tắm. Ờ, nếu tôi không bình tĩnh lại thì tôi sẽ liệm đồ đó. Lên tắm. Tắm xong thì tất cả lửa đều tắt liệm rồi. Bà nội à, bà nội à, bà đi đâu rồi? Bà nội. Tới ngày, tới ngày. Tới ngày, tới ngày, tới ngày. Alo. Hello. Alo, alo. Hello, alo. Có nghe tôi nói không? Tôi là Trinh Thám Tư Nhân, Chu Thời Di. Quá ra kiếm Trinh Thám Tư Nhân để chết tôi. Ờ, không phải là bà. Ờ, không có sao đâu. Làm ơn nói với bà ấy là gọi cho nhà Trinh Thám Chu Thời Di đi. Bye bye. Alo, alo, alo. Alo, alo. Hoàng Châu. Hả? Hồi nãy bà nghe điện thoại reo mà. Ai gọi đó hả? Bà nội, bà rất xảo trá nhờ. Bà thật là xảo trá lắm. Bà nội à, bà thật là xảo trá lắm nha. Hoàng Châu à, con còn biết cái gì nữa hả? Con đã biết hết tất cả rồi. Trên trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài con đã biết hết. Con đã cho nó một số tiền, cái gì nó cũng đã nói cho con biết rồi. Ây da, sao lại nói rõ hết vậy, miệng không kín chút nào hết. Quang Châu à, chuyện này con tuyệt đối đừng nói cho cô con biết nha. Hả? Bộ cô không có biết hay sao? Nếu mà cô còn biết người đàn bà của Dượng tựa dưới quê lên còn sanh một cặp trai gái xinh đôi thì cô còn sẽ giết người ta đó. Không có đâu, con nghĩ cổ chị nó nóng lên chút thôi. Hả? Dượng ở ngoài có người đàn bà khác. Con nói là Chu Thời Hoài đã nói hết cho con nghe rồi mà. Ây da, bà nội à, con tưởng là bà sợ con làm biếng không đi làm cho nên cố tình kêu cái thằng Trinh Thám giả giờ làm xa bếp để chết con đó thôi. Hoàng Châu à, con học được cái cách, cái gì mà mình nghĩ ra là cho là thiệt hả? Ây da, quá trời con không dính líu vào chuyện này. Tốt lắm, tốt lắm. Thì ra con không biết gì hết à. Bà nội à, Dượng ở bên ngoài thật sự có người đàn bà hả? Có già biến rồi, già biến rồi. Nè, nè, đừng có lớn tiếng quá. Ây da, sao lại như vậy? Ây da, bây giờ bà mới biết được tại sao tâm địa của con lại không tốt. Thật không? Tại sao vậy? Người ta thường nói chuyện xấu không ra cửa. Con lại lớn tiếng như vậy, không sợ người ta biết hay sao? Vậy cái chuyện này thật sự là to tát quá. Thật sự là không có ngờ. Ây da, ngoài sự hét lên còn không có nghĩ ra phải làm cái gì hết. Rất đơn giản, ba chữ thôi. Là ba chữ nào? Ơ, con biết rồi. Nói, tôi xin lỗi. Nói, cho nó biết. Cũng không phải à? Gọi 999. Dĩ nhiên không phải. Nè, nếu con thương cô và Dượng của con thì con phải nhớ kỹ ba cái chữ quan trọng này. Là giả không biết. Hả? Thì khó lắm nhờ.相见，天赐良缘，何日如愿？相见。